Sau 3 ngày chờ đợi mong mỏi thì cuối cùng nó cũng chín rồi mọi người ạ. Bây giờ mới có mùi thơm của na nha. Cái loại na bình thường mà mọi người ăn ấy, lúc nó xanh nó cũng có mùi thơm, nhưng mà cái na này lúc xanh không có một mùi gì cả. Mọi người biết gì không? Cái mùi của nó cực kỳ thơm luôn. Na bình thường mọi người ăn nó thơm như nào thì cái mùi na này nó thơm gấp đôi như thế. Cái cuống cũng dài gấp đôi. Thời khắc của sự thật đã đến. Ngày xưa khi mà ăn na bở ấy thì mọi người chỉ cần cấu một phát này là nó sẽ tút cả cái bên trong ra, xong rồi mình sẽ múc một phát là hết. Nhưng mà cho đến lúc mình lớn thì hình như là cái na bở nó hơi hiếm. Bây giờ na dai là bóc vỏ này, đấy, xong cắn. 396.000 của mình không phí đâu mọi người ạ. Cái quả na này phần thịt của nó rất nhiều. Bình thường mình nhớ là hạt nó sẽ phải kéo từ cuống ra gần đến ngoài cơ, nhưng mà bây giờ từ vỏ vào đến cái đuôi của cái hạt nó phải cách nhau một khoảng như này. Công nhận là nó hơi đắt một tí, nhưng mà ăn nó phê. Phần thịt dày hơn, quả to hơn, nhưng mà hạt lại giống hạt của những cái loại na kia. Lúc mà họ gửi na đi ấy, thì na nó sẽ xanh, xanh nguyên, bởi vì là gửi hàng đi xa mà. Cho đến hôm nay mình ăn được là 3 ngày. Nói về độ ngọt thì nó có ngọt sắc mọi người ạ, nó ngọt sắc. Nhưng mà na sầu riêng thì mình nghĩ là cái tên đấy được đặt khi mà nhìn cái vỏ thôi, chứ còn bên trong mùi thì nó chả có tí sầu riêng này. Ngoài cái vỏ và cái lớp cùi rất dày ra, còn lại vị thì nó lại không có gì khác nhiều. Món này mà có tiền thì thôi ăn ok đấy. À, một lưu ý là đây là hoa quả tươi và mình mua về mình dùng, hên là mình được quả ngon nha. Nếu như mọi người bị quả không ngon thì đừng có quay lại trách mình nhá. Mình cũng chỉ là người mua thôi, và mình khá may mắn khi mà cái hai quả của mình nhìn đều rất ngon, không sâu si gì cả, ngon.